gợi ý chọn váy cưới cho cô dâu thấp. Váy cưới cúc ngực, chân váy bồng. Những cô gái nấm lùn thường có vẻ ngoài xinh xắn nhưng hạn chế chiều cao. Đối với bạn gái có vóc dáng như thế nên chọn những chiếc váy cưới dài. Váy cúc ngực, chân váy bồng sẽ là một lựa chọn thông minh cho các bạn gái hơi thấp. Váy cưới dài cổ điển. Vẫn là những chiếc váy dài cổ điển với những đường may hiện đại sẽ giúp cô dâu trông cao hơn với thiết kế phần thắt eo lên tới chân ngực. Còn phần bên dưới phồng rộng ra chấm gót chân. Đây sẽ là một lựa chọn váy cưới thông minh dành cho cô dâu nấm lùn. Váy cưới họa tiết nhỏ xinh xắn. Đối với cô dâu nấm lùn nên chọn những chiếc váy có nhiều kim sa, kim tuyến lấp lánh sẽ khiến cô dâu trông nổi bật hơn. Đồng thời nên chọn váy cưới có những họa tiết nhỏ, xinh xắn. Váy cưới ngắn. Các cô dâu thấp sẽ nổi bật hơn với chiếc váy ngắn trên đầu gối và trông sẽ cao hơn khi đi cùng một đôi giày cao gót.